Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2016, hai đứa nhỏ đi học lại. Đây là anh hai nè, Charlie nè, đi học lên lớp 8. Ba chở đi học ở Wimby Ark Middle School, chở đi khoảng 5 phút, 5 phút đi về nữa, khoảng chừng là 5 phút, là cho tới từ 3 phút cho tới 5 phút thì khoảng chừng 10 phút là về tới nhà. Thì sau đó thì sẽ đưa Teresa đi nữa. Teresa thì đi bộ về gần nhà thôi. Teresa thì học ở đây là tên là trường là Holyoke, thì đi bộ cũng khoảng chừng 5 phút. Thì hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp luôn, là học lớp 4. Cô giáo tên là New Mayor Karen. Thì trong đây là năm nay là không có học chung với bạn cũ. Bạn cũ tên là Kathy và Violet lại Christopher. Năm nay mấy bạn đó qua bên lai kia hết rồi. Chỉ có Teresa học ở bên đây thôi, chắc phải làm quen với bạn mới. Thì ngày đầu tiên cha mẹ được vô trong trường để mà bye bye, để mà động viên đi theo để cho tự tin hơn, khỏi bỡ ngỡ. Rồi được 3 ngày đi vô tới trường. Hôm nay trường này ở đây, khu học khu này là bắt đầu trường trở lại thì là ngày thứ tư, ngày 17 tháng 8 là ngày thứ tư. Mấy trường khác thì ngày thứ hai, mà trường này là ngày thứ tư. Đây là cô giáo, đây cô giáo người Mỹ, Mỹ trắng, đang là nói sơ sơ cho mấy đứa nhỏ nó biết. Chắc là cũng hồi hộp lắm đây. Very best to get to know your names in 2 days, maybe 3.